Tao điên điên ngó mày lắm rồi đó. Mày điên không? Mày điên không? À, điên rồi, đừng coi. Điên rồi. Mẹ lẽ đâu á. Ok, được rồi, giỏi giỏi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì từ hôm trước mà cái đợt mà mình phản đem của Ngân á thì nó cũng cay mình lắm. Mấy bạn này nó rất là gọi là phòng vệ, hiểu không? Đó, nhưng mà cay thì cay chứ. Đó, hôm nay nhờ qua cài lại Win cái máy tính thì có cay đến mấy thì khi mà máy tính nó hư thì phụ nữ cũng phải đành bó tay thôi, cũng phải nhờ mình qua. Ok, thì cơ hội lại đến. Đó, thì các bạn có một cái điều mà con Ngân nó sợ nhất, nhưng có hai thứ mà con Ngân nó nói là nó sợ nhất trên cuộc đời. Đó, cái điều, cái thứ đầu tiên đó là cái mà mọi người đang được nghe nó đang nói đó. Đó 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 đó, đó. Mọi người hiểu chứ? Đó, cái mà đang phát ra âm thanh đây đây nè, đây nè, đó là cái thứ nó sợ đầu tiên. Và cái thứ hai đó chính là chuột. Nó có một niềm sợ chuột vô bờ bến. Nhưng mà khi nào mà trước mặt mình hay là hầu như trước mặt mình nó tung tỏ ra mạnh mẽ, nó cũng nói mình là tao thích ăn thịt chuột lắm, vì nó sợ là mình sẽ biết là nó sợ chuột. Đó, kể cả bây giờ nếu mà mình có hù chuột nó cũng tỏ ra là mạnh mẽ lắm các kiểu này kia, nhưng mà có mạnh mẽ đến mấy thì sâu trong tâm hồn nỗi sợ ấy vẫn thường trực thôi. Và hôm nay mình sẽ có con chuột này. Con chuột này thì nó chạy được nha mọi người nha. Đó, bây giờ mình thả ra nó chạy đó. Ok, mọi người thấy không? Thả ra nó sẽ chạy. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái con chuột này trên cái giường nhận Ngân nè. Thấy không? Đó, mình sẽ để ở đây nè. Để ở đây và mình sẽ đóng cái mờ này lại. Đó, khi mình thả ra nó sẽ chạy. Đó, mọi người thấy không? Nè, để đây. Đó, đóng cái mờ lại. Khi mà mở mờ ra nó sẽ chạy. Đó, cái màn trôi nó đơn giản như vậy thôi. Khi mà nó vừa mở ra là con chuột nó sẽ chạy thẳng xuống dưới giường kia luôn. Nó cũng sẽ không thể thấy được là con chuột thật hay chuột giả. Và bây giờ mình sẽ đặt một cái loa Bluetooth ở dưới giường nhà của Ngân. Đó, để xíu mình bắt cái tiếng chuột kêu anh em. Khi mà nó vừa chạy nó, mình sẽ mở cái tiếng chuột kêu nhỏ nhỏ lên thôi, để cho nó tăng cái độ chân thực. Ok, để xem từ hôm nay nó sẽ sợ như thế nào. Và trong cơn sợ của nó, muốn mình bắt chuột cho nó thì phải có cái điều kiện gì đó. Để xem hôm nay mình hành hạ con Ngân như thế nào. Nhớ theo dõi clip cuối cùng nha mọi người nha. A few moments later. Trời, sao tôi luôn luôn có một cái nỗi ám ảnh vậy trời? A few moments later. Vĩnh ơi! Mày đi về đi Vĩnh ơi! Nó đau
rồi. Vân! Ôi, sao nhà có con chuột vậy? À, Vân ơi! Gì vậy? Gì vậy? Tao đang ỉa mày làm gì mày kêu dữ vậy? Mày vai trò cái gì nữa? Chứ còn ai nữa? Mày đi gặp hơn nhà tao. Mày cương không? Mày cương không? Mày cương không? Mày cương không? Mày đem con chuột lên trên giường tao, mày có biết mày dơ lắm không? Ngân! Mày đi ra khỏi nhà tao đi! Mày vừa nói gì cơ? Mày đi ra khỏi nhà tao á. Mình cần một sự gọi là hợp tác hơn, ăn nói nhẹ nhàng hơn, đàng hoàng hơn. Trước khi mày bỏ tôi làm cái gì hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày cưng. Mày cưng không? Mày cưng không? Tao bắt nó lên. Đầu tao chủ rồi đó. Nó đâu trời? Đụng nó sao nó chạy nhanh dữ ta. Bây giờ mày muốn không? Mày cưng không? Mày năn nỉ tao. Mày thì phải thay nỉ mày. Mày bây giờ sao? Mày sao? Mày nào? Mày sao? Ý mày sao? Tao hỏi nhà tao, mày tách nó ra mò lên. Ok rồi, tao ra khỏi nhà mày. Ê! Vâng! Chị ơi, mày đem nó ra mở thôi. Mày nói đàng một cái câu đàng hoàng coi. Mày tách con chỗ ngay cho tao rồi. Mày tách tao đi ra khỏi phòng cho tao. Chứ mọi khi mày hùng hổ lắm mà. À, mà khi hùng hổ lắm mà sao giờ như con thỏ vậy? Mày không biết mày dơ là sạch hay bệnh? À vậy là mày sợ dơ chứ không mày không hề sợ chuột đúng không? Tao không sợ luôn. Mày sợ chuột hả? Bây giờ mày xách nó ra, mày đừng có nói nhiều với tao mệt lắm rồi. Ủa mày cũng sợ chuột nữa hả Ngân? Đi ra! Thôi bây giờ vậy, tao tính vậy. Mày nghe thử được không nha? Bây giờ thì con chuột bây giờ tao bắt. Bây giờ mày chuyển cho tao 1 triệu tao bắt con chuột. Mày là cái đội đồ khốn nạn. À, tao nói lộn mà. Mày là cái đồ. Cái đồ. À, cái đồ tao chuyển. Chuyển liền, lấy điện thoại, chuyển. Cho mượn điện thoại nha. Để tao quay lại cái cảnh coi thử nó. Chuyển liền chịu. Mày biến ra khỏi nhà tao đi. Ờ, giờ tao biến luôn. Giờ tao đi luôn. Chứ mày kêu tao biến. Bây giờ mày muốn tao biến hay là không biến? Khi nào mày đem con chuột qua đi rồi mày muốn biến đâu mày biến. Tao điên ngó mày lắm rồi đó. Mày điên không? Mày điên không? À, điên rồi, đừng có. Điên rồi. Mẹ lẽ ra rồi đâu á. Ok, được rồi, giỏi. Ok, rồi. Bây giờ mày bắt nó ra khỏi nhà tao nhanh lên. Bây giờ vậy. Ủa nhưng mà mày sợ chuột hả? Chứ sao hồi xưa mày nói? Hồi xưa mày nói thì chuyển tiền cho mày rồi đó. Hồi xưa mày nói với tao là mày ăn đường thịt chuột. Tao không hết nói, ủa tao hết nói vậy được không? Bây giờ mày bắt ra ông Đông mới thì ra là Dương Đông kích tay là nói là thích ăn thịt chuột, thì ra là sợ chuột. Bây giờ mày bắt tao hỏi nhà tao nha lên. Ê, mày tính là mày trong những lúc như thế này là mày phải nói một giọng đàng hoàng, mày nói đàng hoàng thì tao bắt cho mày. Mày đi ra. Mày nói đàng hoàng. Bây giờ mày bắt con chuột ấy giúp tao đi. Mày năn nỉ. Bây giờ kêu là anh Vĩnh ơi bắt giùm em con chuột ra khỏi phòng. Không á. Tao thấy mày hơi cương, giờ là ngày tao mà không lấy nữa thì thôi rồi. Mày sao? Vĩnh ơi, bắt con chuột ra khỏi phòng giúp em. Ủa mày nghĩ đi. Mày nghĩ mày nói vậy là tao sẽ bắt. Ồ thì ra tao đã tìm ra điểm yếu của bạn ấy rồi. Bây giờ chân tao nó cũng hơi đau, mày bó tao một cái chân nữa đi. Ê mày cương không? Bây giờ tao về là mày ở đây mày làm gì làm nha. Nhanh.
Dưới đây ta còn để một con dưới đây nữa nè. Không biết con đó nó chết chưa. Thế mày, lỡ tao để chuột trong giường mày mà nó chết thì sao? Hả? Nè, coi nè, coi nè. Đây, đây, đây. Rồi sao? Bây giờ mày bóp chân tao không? Hay là tao lên cầm nó cho mày? Má con này càng ngày thấy nó càng không. Ta phải tìm đặt được con chuột. Đây, nó đây, nó đang nằm đây. Bây giờ sao bỏ xuống? Bây giờ mày bóp lên là tao lấy cái người tao hút cái đầu mày. Mày bỏ cái đó xuống liền không? Tao bóp lên. Mày bóp lên thử. Mày cứ không? Mày muốn chết không? Tao đã không. Bây giờ tao chọc cho nó chạy qua chân mày. Chạy qua mày đường nào? Đó, nó lồng đường sâu cái giường này nó vòng qua. Mày thử, mày bóp cho một phát coi cái này luôn hay cái sọ não mày luôn. Vậy bây giờ ý mày sao nè? Ý mày là ý của tao là bây giờ tao muốn mày bắt ra. Tao giờ tao không bắt thì sao? Mày không bắt ra là cái này luôn ngay sọ giữa của mày luôn. Giờ tao đi về. Ném đi. Tao muốn điều chuyển với mày một triệu rồi làm vậy? Tao cần bây giờ cái duy nhất cuối cùng mày bóp cho tao cái chân. Không. Là tao sẽ... Không. Chỉ cần bóp cái chân thôi. Không. Chân khá là đau. Không. Hiểu không? Bây giờ mày có bóp con chuột nó ra hay không? Bây giờ mày bóp cái chân cho tao hay không? Tao kêu mày bóp con chuột ra, còn không là cái này vô đầu mày. Một. Ờ, mày ném đi. Mày ném giúp tao. Mày ném đi, tao đứng đây nè, mày ném mày, đi. Mày là cái thằng không biết sạch dơ là gì á. Mày là cái thằng, cái loại thằng mà không biết dơ sạch là gì hết. Mày là cái loại con người mà không có một chút gì gọi là dịu dàng á, mày hiểu không? Tao không cần dịu dàng với cái mặt của mày. Ok, vậy thôi, ta để hết nhiệm vụ trong căn phòng này. Xin chào. Má! Chiquita, 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 chiquita.